xin chào cô chú anh chị mình nha thì hôm nay buổi chiều thì em có lên sóng cũng như em báo giá cho anh chị mình là hai bò mẹ con được ba bơ nha vậy chị rất là mời bò nha biên lực lắm nha chị bò mẹ này thì sáng mặt xí lưng nói thì nghiêm chỉnh ha bò mẹ thì mẫu bông bay nha chị rúng với chú là nghiêm chỉnh ha dò cẳng được hoàn thiện hết chăn cẳng thì móng sò đèn hoàng nha chị gọn gàng nha thì con bò cái mẹ này á thì lông da thì nó có lông da đỏ mặt ha đó bò mẹ thì, lông da đẹp nó không có lan giá hay ức điểm mi nha thì bò mẹ này thì nó không một bông ba anh chị em đo ngay sái lưng thì nó cao là một m 19 đến một m hai bò nha là đo ngay trung tâm sái sái lưng của con bò nha anh chị thì bò mẹ này thì đẻ hai con nha mới đẻ hai con thì còn về răng thì em dạch răng cũng như em thấy thì con bò này thì nó bẻ ba răng rồi nha anh chị mõ đen lưỡi đen nha bò này thì bò của nhà vườn hết nha anh chị thì à, em có hỏi thăm á, thì chủ nhà ta nuôi người ta có phối ra rồi nha thì à, chú nói á, thì bồ à, bò này á, thì chú cũng phối lại ba bơi ha thì à, tính lâu bữa nay á, là được một tháng 26 ngày nha thì bò này á, thì giờ anh chị mình canh theo dõi thêm nha tại cũng nhỏ tháng nên em chưa có khám được nha anh chị em chỉ bán xét mẹ con thôi nha thì bộ đầu tiên này á, thì em bán cho chị mình ha 26 triệu nha thì để em xem cái con bò con ba bơi con nói chị coi mời anh chị không ở con bò rất là pin lực nha vậy bò con bò bơi ha đít trần dần luôn đít muối nha vậy đầu trụi nha đó tuy con bò này á, là con được ba bê lai nhưng mà xá tích thì nó hoàn toàn nghiêm chỉnh nha vậy rất là biên lực nha đồn dài dò cẳng đồ hoàn thiện hết bò này á, thì 5 tháng tuổi nha vậy 5 tháng tuổi nha rất là biên lực nha vậy lưng là lưng đôi nha đó thì uh, bò này á, thì chủ người ta nuôi á người ta đã sỏ giàm bọng rồi nha chị nên dàm bọng là có sẵn nha. đó về cô chú chị mình nuôi thì khỏi sợ nha. đó rất là đẹp bò nha chị. bò con này rất là đẹp bò. còn bò mẹ nó thì rất là mát sữa nha chị. mới đẻ ra cái con đực bao bơi này rất là biên lực nha. mẹ con đầu tiên này á thì em bán cho chị mình là 26 triệu nha. chị có 26 triệu mình chốt được bò mẹ con vậy không? đó chị mình thấy không nguyên mẹ con mà chỉ có 26 triệu mà đen con con bò đực bao bơi vậy không? và đực này bán tiền không nha vậy đợt ba này bán lúc nào cũng luôn có tiền nha đó thì để em sang cái bộ mẹ con số 2 em quay cho anh chị mình coi ha bộ số 2 nó thì cũng đang công con là bộ đực ba bơi luôn đây là anh chị mình mua á thì mua hết thì càng tốt ha đó bò mẹ số 2 này á thì xác tết nó kiểu nghiêm chỉnh hết nha giò cẳng được hoàn thiện hết móng sò hết nha anh chị bò mẹ này á thì nó cao một tí nha bò mẹ này á thì à, em kéo thước em đo ngay sát lưng á thì à, cái con bò mẹ này á, là nó cao là 1 m 26 bò nha đó 1 m 26 bò đỏ mặt học lan giá nha bò này á, thì nó cũng đẻ hai con và con bò này á, thì à, à dạch răng á vậy em kiểm tra thì phé nó, nó sắp bằng răng như vậy sắp bằng răng ha tại con bò này nó bẻ răng sớm đó anh chị đó nên là khé sắp bằng nha còn về à, gieo phối á, thì con bò này á, thì em cũng có hỏi thăm chú luôn tại bò này hai bộ là chung chủ nha chị ở à, cái bộ số 2 này bò mẹ cũng đã phối rồi nha phối là được gần 2 tháng rồi nha chị cũng phối là ba bơ nha tại nhà chú nuôi thì à, chú nuôi sinh sản á, thì chú nuôi bò vàng không à còn phối á, thì chú phối ba bơ không nha chị thì à, em cũng chưa biết chữa như hay không nha thì về cô chú chị nuôi thì canh thêm tại mẹ con em chỉ tính xác thôi nhỏ kháng quá em khám không được anh chị đó về cô chú chị mình nuôi canh thêm nha Bò mẹ là nó cao 1 mét 26 bò nha Không lên giá nha chị Không lên giá trả ức tại chỗ nào nha Không điểm mi nha Mẹ cao thước 26 bò Cao ráo nha chị Đó Rồi để em xem cái con bò đực con Con nói cho chị coi nè Con nói là anh đực ba bê bông nha Đó đầu cổ bông Sái mặt sẽ lưng nó nghiêm chỉnh Cũng lưng đôi đòn dài đít muối nha chị Cũng như cái con nãy á đó. Con này thì nó gần 5 tháng nha Con này gần 5 tháng con bò này thì nó cao 1 m ba ha, còn con bên kia thì 1 m hai Thì nói chung là hai con này thì nó y chang nha như vậy, như chang à. Có điều thì con bên kia thì chủ nhà ta sổ rồi, còn con này thì chưa sổ nha. Thì anh chị mình muốn sổ già thì anh chị mình cứ alo cho em thì sẵn anh chị mua em sổ luôn cho cũng được ha. Không có vấn đề hết cũng nhanh lẹ anh chị. Đó. Thì mẹ con số 2 này thì em cũng bán cho chị mình là giá 26 triệu ha Mua hết 52 triệu bao ship luôn nha hiện tại thì ngày mai thì em giao sớm cái bộ mẹ con được xin bộ đẹp đến vậy em giao về tân châu tây ninh á thì cô chú chị mình ưng mấy bộ mẹ con này thì liên hệ bỏ cọc em ha em chắc em giao luôn nha chị đó sáng là em giao sớm nha đó thì hai bữa nữa thì 19 chín mười chín mình thì em cũng có giao về lộc giang nha lộc giang này cũng sát bên long an á thì cô chú chị mua thì sẵn em đi luôn ha em giao bộ mẹ con cái hồi trưa em lên sống luôn nha đó 52 triệu cho hai bộ mẹ con ha. Mua hết thì em bao ship cho chị mình luôn nha anh chị.